Thưa quý vị, xe bị thủng bánh do cán phải đinh khi di chuyển trên đường là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhất là đối với xe máy. Và có một người đàn ông làm nghề lái xe đã tự chế tạo ra một chiếc xe hút đinh trên nhiều tuyến đường của tỉnh Bình Dương, qua đó góp phần hạn chế được những nguy cơ về tai nạn giao thông cho những người đi đường. Chiếc xe hút đinh này do bác tài Phùng Hữu Hiệp ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương tự chế. Chiếc xe có cấu tạo đơn giản, bao gồm một xe kéo, ba bánh gắn phía sau xe máy. Phía dưới là một khung sắt có chứa những thanh nam châm. Phía trên là một thùng nhựa để đựng đinh và những mảnh sắt vụn hút được. Cùng với hai chiếc đèn cảnh báo được lấy từ nguồn điện ắc quy của xe máy. Vậy là chiếc xe hút đinh này vận hành khá hiệu quả trên đường. Để thành công cái xe này thì trong quá trình lắp ráp như mình hàn bọng thì mình phải chỉnh sửa để mà khi nó an toàn trong lúc mà mình di chuyển trên đường đừng có bị lắc. Trong quá trình đó thì Hữu Hiệp cũng phải xử lý mấy lần chỉnh sửa. Nói chung đến thời điểm hiện tại khi Hữu Hiệp di chuyển qua thì những cái lượng mà cước nhỏ nhất ở trên mặt đường hay là những cái sỉ sắt dụng là toàn bộ là lùm hết. Mỗi ngày sau giờ lái xe, anh Phùng Hữu Hiệp cùng chiếc xe hút đinh tự chế của mình lại rong ruổi trên nhiều tuyến đường như quốc lộ 13, Mỹ Phước Tân Vạn, DT743. Thành quả là rất nhiều đinh và những mảnh sắt vụn thu được như thế này. Hữu Hiệp chỉ mới lôi khoảng vài ngày thôi. Thì thời điểm hiện tại Hữu Hiệp có mười mấy ký đinh rồi. Thì cái tuyến đường mà hôm nay Hữu Hiệp lôi cũng tương đối, nhưng mà nhiều nhất là cái quốc lộ 13 mình. Bữa đầu Hữu Hiệp lôi ngã ba Đông Nhì về Vĩnh Phú, giáp ngay bệnh viện Hạnh Phúc mình á, là giáp Sài Gòn á, thì Hữu Hiệp quay về là được tới cổng bố là Hữu Hiệp đi về là 3 ký. Bữa chủ nhật đây Hữu Hiệp có đi buổi sáng sớm, Hữu Hiệp lên tới dòng Sài Gòn đậu quay về lại ngã ba Đông Nhì thì 4 ký nữa là 7 ký. Hút càng nhiều đinh và mảnh sắt vụn trên đường thì càng hạn chế được sự cố cho người tham gia giao thông. Chính suy nghĩ này đã tạo được động lực và niềm vui cho tài xế Phùng Hữu Hiệp để anh tiếp tục thực hiện công việc đầy ý nghĩa của mình. Ước tính là Hữu Hiệp sẽ làm thêm một xe nữa. Đồng thời xe này Hữu Hiệp cũng sẽ đưa cho em trai Tuấn là để cho cái đội giá xe miễn phí về đêm cho bà con mình ở khu An Phú, các tuyến đường. Và Hữu Hiệp sẽ làm một xe nữa để Hữu Hiệp cũng có thể di chuyển. Giống như được nhiều xe thì anh em di chuyển rảnh lúc nào Hữu Hiệp đi làm do bác tài. Thì giờ dắt nếu mà Hữu Hiệp được nghỉ hoặc là về sớm thì Hữu Hiệp cũng sẽ cố gắng để di chuyển, nếu như mình tặng dù hưu được bao nhiêu thì tốt cho bà con lưu thông cho nó an toàn cho bà con. Dù còn nhiều nỗi lo cho cuộc sống thường nhật, nhưng anh Phùng Hữu Hiệp vẫn đầy tinh thần lạc quan và tấm lòng sẻ chia. Mong rằng những việc làm ý nghĩa này sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa, để dù cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương.